Mến chào quý vị, em xin rất vinh dự khi luôn được cùng đồng hành với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Việt. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Theo nguồn tin mà chúng tôi vừa nhận được vào trưa ngày hôm qua, một trận mưa kỳ lạ đã xuất hiện với đất nước Trung Quốc. Cụ thể, trận mưa với hàng triệu con rắn rơi như thị trên trời rơi xuống ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Hiện tượng mưa rắn từ trước tới giờ hoàn toàn chỉ nghe qua. Nhưng bây giờ thì đã từng xảy ra trong năm. Trung Quốc là đất nước thường hứng chịu rất nhiều loại cơn mưa, có những cơn mưa thật kỳ lạ như mưa cá, mưa rét, côn trùng hay đáng sợ hơn là mưa máu. Nhưng đặc biệt hơn có lẽ là những cơn mưa rắn. Và chiều ngày hôm qua trời bóng xám đen, có hiện tượng sắp mưa, lúc đầu mưa nhỏ nhưng vài phút sau mưa to xuất hiện giông bão. Nhưng thật kinh khủng với hàng trăm con rắn từ trên trời rơi xuống tới tấp, rồi bò lằng ngoằng chi chít trên khắp mặt đất khiến người dân đi đường sợ chạy tán loạn. Có người bị bắn rơi chúng lên đầu, sau đó chết ngay dưới đất cơn mưa do quá hoảng sợ vì nhồi máu cơ tim. Đó là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ và có thật đang giáng xuống đất nước tỷ dân. Đây là lần đầu tiên cơn mưa rắn đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm nay. Lúc đầu thời tiết ở thành phố Trùng Khánh xuất hiện những tia nắng sau nhiều ngày mưa lớn. Đến 4 giờ chiều mọi người ra ngoài thu dọn và quét dọn nhà cửa, đường phố thì bỗng nhiên một đám mây lớn kéo đến và khi bầu trời đen kịt, cơn mưa bắt đầu tấn công những người đi đường. Nhưng điều đặc biệt hơn là cơn mưa đó có lượng mưa rất ít, thay vào đó vô số những con rắn rết to bằng ngón tay, có con lớn hơn dài chừng 30 cm, chúng phủ dày đặc trên mặt đất, bò lồm ngồm khắp nơi. Một điều lạ lùng nữa là các nhà nghiên cứu không thể tìm ra đó là loại rắn gì hay vì sao chúng lại rơi từ trên trời như xuống như vậy. Chẳng lẽ điều không lành lại giáng xuống đầu của đất nước tỷ dân Trung Quốc? Trước đó, vùng nông thôn thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra một trận mưa khủng khiếp. Trong cơn mưa bão, bất ngờ có hàng triệu con giun nhỏ màu đỏ rơi xuống, mỗi con giun dài từ 7 đến 10 cm. Càng kỳ lạ hơn là mưa giun chỉ tập trung trong diện tích khoảng 42 m². Chúng rơi dày đặc trong khu vực đó là người ta có thể lấy xô xúc được hàng đống giun từ trên mái nhà và ban công hay trên đường phố. Lần này cũng không ai biết giun từ đâu rơi xuống và tại sao chỉ rơi vào khu vực đó. Trong năm gần đây đã có nhiều báo cáo về các cơn mưa kỳ lạ. Cụ thể trong tháng 2 trở đi, Trung Quốc hứng chịu rất nhiều loại thiên tai nên Chủ tịch nước Tập Cận Bình yêu cầu người dân luôn trong tình trạng đề phòng các rủi ro có thể xảy ra. Cùng quay trở lại với mưa rắn, hiện không ai biết vì sao chúng rơi xuống và xếp hàng hoàn hảo như thế nào. Và còn một số mưa rắn nữa đã xảy ra và không ai có thể giải thích nổi. Có một số giả thuyết được đặt ra như có thể giun đã bị bão, vòi rồng hay gió to quấn đi rồi rơi xuống đất. Tuy nhiên, giả thuyết này không giải đáp được vì sao mưa giun xuất hiện vào lúc thời tiết ôn hòa và giun chỉ tập trung vào khoảng diện tích hẹp trong một thành phố như vậy. Giả thuyết khác cho rằng cho đàn chim thả xuống nhưng làm sao chim cắp được hàng trăm con ngàn con rắn như thế. Còn nhiều cơn mưa nữa những loài động vật khác nó có thể giải thích được, nhưng dường như vẫn còn những hiện tượng thời tiết dị thường là chúng ta ngạc nhiên và không thể giải thích. Chỉ nhìn thấy một con rắn bò trên đường thôi đã khiến nhiều người thất hồn kiếp vía, mà nó lại xuất hiện một bầy trắng đổ ập xuống đầu. Mưa cơn mưa rắn cũng đổ xuống gây thêm một phen kinh hồn bạt vía cho cư dân ở trong vùng này. Xoay quanh tình hình cụ việc, sau khi Tập Cận Bình ra lệnh dỡ bỏ hết tượng Phật ngay lập tức, đập Tam Hiệp biến thành màu đỏ. Những ngày gần đây, hàng loạt những điều kỳ bí được phát hiện trên công cụ Google Maps khiến cho những người vợ o thần được cho là cứng lòng nhất còn phải tin. Theo đó, hàng loạt những bức ảnh chụp được trên một con đường ở thủ đô Bắc Kinh vào lúc 16h12 chiều ngày hôm qua, theo giờ địa phương, cho thấy trên bầu trời Bắc Kinh xuất hiện hai hình bóng mập cao vào thấp, mặc trang phục khác nhau đang cưỡi mây bay khá mờ nhạt. Do tốc độ di chuyển nhanh của hai bóng hình được ghi lại cũng đủ để thấy, hai bóng hình trên của hai vị thần tiên đang cưỡi mây được nhắc đến trong truyền thuyết của người Trung Quốc. Sau đó ít phút, trên bầu trời ở phía nam xuất hiện Tôn Ngộ Không, chưa bắt giới cũng rất nhiều vị thần tiên khác, hình ảnh này lại vô cùng rõ nét. Người dân nơi đây kể lại rằng cảnh tượng lúc đó vô cùng tráng lệ, bầu trời thì vô cùng trong xanh và rất đẹp, nhưng sau đó bỗng nhiên trở nên âm u rồi xuất hiện những cảnh tượng đám mây có hình người trên bầu trời. Lúc này mới có người nhớ đến mà lấy máy chụp hình lại và chia sẻ trên Weibo, đang nhận được một lượt tìm kiếm và chia sẻ khủng hoảng trên mạng xã hội trong khi vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày, vẫn sáng hình trên Quan Thế Âm Bồ Tát trên bầu trời vùng miền Nam Trung Quốc, cụ thể tại tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Quảng Đông. Thông tin từ tờ báo địa phương cho biết, nhiều người dân nơi đây chạy ùa ra khỏi nhà, thậm chí khỏi xe, quỳ rạp xuống bái lại và khóc lóc vì họ tin rằng hình ảnh này chính là Bồ Tát hiển linh. Theo các nhà nhân chứng lại, thị trấn Cao Linh, Vân Nam kể lại, sau khi trời mưa tạnh khoảng chừng 10 phút thì bất ngờ xuất hiện cầu vồng vô cùng sáng và đẹp mắt. Ngay sau đó, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện tựa như đĩa bay, nhìn kỹ hơn một chút hình dạng như một điếu xì gà bay vọt lên. Tuy nhiên, khi soi cận cảnh mới thấy nó rất giống Quan Thế Âm Bồ Tát mặc áo rộng màu trắng, trong một tay người cầm một chiếc bình, còn tay kia cầm một cành liễu tựa như trong phim thần thoại bay lên ban phúc lành cho những chiến kiến điều hiếm gặp trên trời. Vậy là ai nấy đều không nói, nọ không rằng quỳ rạp xuống, chắp tay vái lạy không ngừng. Cảnh tượng kỳ bí này diễn ra khoảng chừng 15 phút, sau đó dần dần biến mất trong đám mây đen xịt. Trong khi đó, rất nhiều người khẳng định Bồ Tát đã hiển linh. Nhưng bên cạnh đó, một số người thuộc quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chỉ nhau chỉ trích vì cho rằng đó là điều mê tín dị đoan và khẳng định rằng đây chỉ là hiện tượng khúc xạ ánh sáng hoặc một thành phẩm Photoshop siêu đẳng của những nhà sư trong chùa nhằm lôi kéo người dân đại lục thờ Phật mà thôi. Nhưng dù cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có dùng lời xảo trá như thế nào để mà biện minh cho điều này, thì một lượng lớn người dân
đại lục vẫn tin rằng đó là thần Phật hiển linh. Nhiều người tỏ ra vui mừng vì cho rằng đây là điểm lành và chắc chắn người dân đại lục sẽ được cứu khỏi các đại nạn đang không ngừng giáng xuống đất nước Trung Quốc. Trung Quốc được biết đến một mảnh đất với hơn 5.000 năm mang đậm sắc thái tín ngưỡng thần Phật, được xưng là văn hóa. Đây là nền văn hóa duy nhất trên thế giới được liên tiếp kế thừa trong suốt 5.000 năm, lưu lại vô số những kinh điển văn hiến, văn vật và các vi chất lịch sử. Nhưng tất cả đều đã bị lừa, bị hủy hoại dưới tay của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo và dẫn dắt người dân tôn sùng và đi theo chủ nghĩa vô thần. Đã vậy, triều đại tà ác này còn cho phá hủy hàng loạt những tượng Phật, đàn áp tín ngưỡng, giết hại các nhà sư không gớm tay vì sợ bố người về chính trị thần Phật đông hơn số đảng viên, đe dọa trực tiếp đến chiếc ngai vàng của đảng. Chính vì vậy mà người dân gần đây, người dân đại lục đang chứng kiến hàng loạt những bức tượng Phật khóc và rơi lệ. Nhắc lại đầu năm 2017, trên mạng lan truyền một bức ảnh cho thấy tượng cảnh sơn lại Phật nhắm mắt. Vốn dĩ tượng Phật Lạc Sơn có đôi mắt mở hiền từ nhìn xuống sông trước mặt, nhưng trong bức ảnh vào năm 2017, chúng ta lại thấy đôi mắt của tượng Phật nhắm lại nhưng không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lạc Sơn đại Phật, tượng Phật bằng đá lớn nhất và cao nhất thế giới được tạc vào thẳng vách đá Thế Loan của núi Đăng Vân, nơi hợp lưu của ba con sông, sông Dân, Đại Độ và Thanh Y ở phía nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bức tượng mô tả Phật Di Lặc trong tư thế ngồi cao tương đương 71 m. Nó được xây dựng từ năm 713 đến năm 803 sau Công nguyên và giữa triều đại nhà Đường. Dãy núi nơi có tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn tọa lạc nhìn từ sông được cho là có hình dạng như một vị Phật đang yên nghỉ. Trái tim của dãy núi là bức tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn. Người dân địa phương thường nói rằng núi là Phật và Phật là núi. Từ hàng trăm năm nay, các tầng lớp nhân dân cũng như du khách thập phương đổ về đây để chiêm ngưỡng bức tượng Phật đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới từ năm 1996. Và đã trở thành một nét văn hóa và di sản thiên nhiên trên thế giới. Trong lịch sử, đôi mắt của Lạc Sơn Đại Phật đã nhiều lần nhắm nghiền và rơi lệ. Theo các ghi chép liên quan, Lạc Sơn Đại Phật đã nhắm mắt một lần trong nạn đói lớn ở Trung Quốc từ năm 1959 đến năm 1961. Trong thời gian đó, vô số người chết đói ở Tứ Xuyên, người dân địa phương rất nghèo và khi những người thân yêu của họ qua đời, thi thể của họ được cuộn lại trong thảm rơm và thả xuống sông. Tượng Phật khổng lồ nằm ở hạ lưu sông và hàng ngàn xác chết trôi nổi sông trên sông, ngang qua tượng khổng lồ. Và một đêm trong thời gian này, tượng Đại Phật đột nhiên nhắm mắt lại, người dân địa phương chứng kiến hiện tượng này và cho rằng Đức Phật không thể chịu được cảnh tượng khốn khổ và kinh hoàng như vậy. Người ta tin rằng khi đôi mắt của Lạc Sơn Đại Phật nhắm lại đó là một điểm xấu. Hiện tượng này đã khiến các nhà chức trách qua Đảng Cộng sản Trung Quốc báo động. Vì vậy họ ra lệnh cho công việc thái thiết mắt thức Đức Phật. Hồi đó những bức ảnh chụp được Đức Phật nhắm mắt được lưu giữ trong phòng triển lãm Lạc Sơn. Vào năm 1966, phong trào cách mạng văn hóa kéo dài 10 năm của Mao Trạch Đông đã gây thảm họa, sự tàn phá nặng nề và thảm họa bi thảm đối với nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong thời gian tàn sát kinh hoàng này, đôi mắt của Đức Phật nhắm nghiền và khóc thầm. Người ta nói rằng những bức ảnh Đức Phật khổng lồ đang khóc đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc hoảng sợ. Họ đã chi 6-8 triệu đô la Mỹ để làm sạch tái tạo lại tượng Phật khổng lồ. Tuy nhiên, họ vẫn không thể xóa được những giọt nước mắt trên khóe mắt của Đức Phật tượng Phật. Vào tháng 7 năm 1976, do trận động đất 7,8 độ Richter ở Đường Sơn, toàn bộ thành phố đã bị san bằng khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Sau trận động đất, người dân địa phương ở Tứ Xuyên nhận thấy rằng đôi mắt của Lạc Sơn Đại Phật đã nhắm lại. Lần này, Đức Phật trông có vẻ nghiêm nghị và như đang khóc. Lần cuối cùng tượng Phật khổng lồ rơi nước mắt là vào ngày 7 tháng 6 năm 1994. Dựa trên lời kể của các nhân chứng, khách du lịch trên tàu du lịch đã chứng kiến cảnh tượng Phật khóc. Ngay sau khi tàu du lịch kéo vào gần bờ, người ta nhìn thấy Đức Phật đang nhìn mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù trên khuôn mặt Đức Phật vẫn còn những giọt nước mắt, lần này các du khách rơi nước mắt vì hạnh phúc. Một đạo sĩ và đệ tử của ông ta cũng có mặt trên tàu du lịch. Đời đệ tử hỏi sư phụ của mình tại sao Lạc Sơn Đại Phật lại rơi lệ. Đạo sĩ trả lời: thế gian con người đã không biết kính Phật và Phật lo lắng cho thế nào. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng bấm like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Việt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.